Hôm nay mình sẽ cho các bạn nhận định về xu hướng Bitcoin trong thời gian tới nha. Hiện tại thì các bạn thấy đường đồng Bitcoin sẽ tăng tới gần 100% trong thời gian khoảng một tháng nữa lại đây, tính từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 29, 30 tháng 4 là nó nằm giá khoảng 5.000 USD trên Bitcoin, và hiện tại là nó là 7.934 Bitcoin, 34 USD trên một Bitcoin ngày 21 tháng 5 2019 nha các bạn. Thì hiện tại theo xu hướng của đồng Bitcoin hiện tại thì cái đồng Bitcoin theo cái đường đi lên như thế này, lên màu xanh này, mình đang chỉ cho các bạn này, chắc chắn là đồng Bitcoin sẽ tăng trong thời gian tới, và cái ngưỡng cản phá của đồng Bitcoin nó sẽ nằm trong khoảng 8.500 USD. Vì sao có cái ngưỡng cản này? Bởi vì cái ngưỡng cản này nó lập đỉnh vào trong cái thời gian là 24 tháng 7 năm 2018. Nó có cái ngưỡng cản này, khi nó vượt qua được cái ngưỡng cản này thì giá nó sẽ tăng lên rất là mạnh. Nên hiện tại trong khoảng một từ ngày 14 tháng 5 2019 đến ngày hôm nay là 21 tháng 5 2019 chưa vượt được qua được ngưỡng cản này, và hiện tại đây là ngưỡng cản mà để tạo cho đồng Bitcoin có thể bứt phá trong thời gian tới. Nếu trong thời gian tới trong khoảng 2 tuần đến 3 tuần nữa vượt qua được cái ngưỡng cản 8.500 USD thì đồng Bitcoin chắc chắn sẽ tăng rất là mạnh nha các bạn. Nếu các bạn quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh thì các bạn hãy ủng hộ kênh cho mình, ấn nút subscribe cho mình nhé. Xin cảm ơn. Mình là Hải Rom.